Chelsea tính trả lại Zakaria cho Juventus chỉ sau một tháng. Mùa hè 2022, Chelsea chiêu mộ Denis Zakaria từ Juventus nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho tuyến giữa. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn chưa được ra sân phút nào kể từ thời điểm cập bến Stamford Bridge. Huấn luyện viên Graham Potter không có ý định sử dụng cựu tiền vệ của Juventus trong thời gian tới. Theo thông tin từ Mundo Deportivo, Chelsea đã sẵn sàng gửi trả Zakaria lại cho Juventus. Được biết, đội bóng thành London chỉ chiêu mộ tiền vệ người Thụy Sĩ dưới dạng cho mượn và Chelsea sẵn sàng chấm dứt hợp đồng cho mượn với cầu thủ này trước thời hạn. Graham Potter vẫn đang có khởi đầu thuận lợi cùng Chelsea. Ông đưa The Blue tới những chiến thắng liên tiếp ở cả sân chơi Premier League lẫn Champions League. Với việc hệ thống Chelsea đang vận hành ổn định, cơ hội để Zakaria chen chân là rất thấp. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.